TV256 một lần nữa xin mến chào quý đồng bào, quý chị em, anh chị em thân thương. Hôm nay TV có 3 đề tài muốn trình bày với quý vị. Đề tài thứ nhất là cuộc gặp gỡ lần thứ hai giữa Nam Hàn và Bắc Hàn. Giữa hai lãnh tụ đó là Kim Jong-un và Moon Jae-in. Và đề tài thứ hai là Hồ Chí Minh, Việt giết Việt. Và đề tài thứ ba là thống nhất. Và TV mong quý anh em lắng nghe hết cả ba đề tài nhé. Và trên màn ảnh thì quý anh chị em thấy đó là ông Moon Jae-in đó đến nước Bắc Hàn, đến Bắc Hàn vào ngày 18 tháng 9 vừa qua. 18 tháng 9 thì quý vị thấy đang thấy cái buổi trình diễn đó là xảy ra vào ngày 19 tháng 9 năm 2018. Thì cái hội trường này mà quý vị thấy đó là có thể chứa được 150.000 người. 150.000 người nha, ở Bình Nhưỡng. Thì rất may mắn đó là TV nghĩ đây là thuộc về cái đài truyền hình của Bắc Hàn. Quý vị thấy đây là cái bản đồ của nước Đại Hàn khi xưa. Sáng đây TV muốn chia sẻ một chút xíu về có thể khi TV nói rằng là Nam Hàn với Bắc Hàn, có lẽ quý vị mơ màng không hiểu TV nói cái quốc gia nào. Nhưng mà đó là sự thật, là chúng ta rất là TV thường quen gọi như vậy rồi, Nam Hàn và Bắc Hàn. Sau này TV nghe được rằng là có cái tên gọi đó là một bên là Hàn Quốc, một bên là Bắc Triều Tiên. Thì TV thấy đây là cái mưu đồ của nhà cầm quyền cộng sản. Tại vì nó rõ rệt giữa hai cái thế giới tự do và thế giới cộng sản. Thế giới cộng sản thì rất là nghèo đói, Bắc Hàn phải được viện trợ rồi là cứu đói rất nhiều lần, và có thể là cả hàng triệu người chết đói tại Bắc Hàn. Còn Nam Hàn thì người Nam Hàn sống rất là giàu có. Hiện tại cái người ta gọi là Gross National Product đó, là GDP đó, là của Nam Hàn per capita, là mỗi đầu người dân của Nam Hàn đó có thể làm việc tới 30.000 đô la một năm. Là lợi tức trung bình của mỗi đầu người của người dân Nam Hàn đó là 30.000 đô la một năm. Trong khi Bắc Hàn thì chúng ta không có thấy cái con số đó. World Bank không có cho biết là bao nhiêu, tại vì cái quốc gia này nó kín đáo quá. Mà TV nghĩ rằng chắc là nó chỉ có vài trăm đô la thôi. Thì khi mà người ta biết được như vậy đó, thì người ta biết được cái chủ nghĩa nào nó mang lợi ích cho cái đất nước này. Thì người ta biết rằng là Nam Hàn là một cái chủ nghĩa tự do. Tự do nó cũng chả phải là cái chủ nghĩa tư bản, nó cũng chả phải là cái chủ nghĩa, nó chỉ là bình thường thôi. Con người sống cứ bình thường thôi, nó không có theo một cái phương pháp nào hết. Đó, bây giờ đó, quý anh chị em thấy đó, hai nhà lãnh đạo đó, Nam Hàn và Bắc Hàn đó, bắt tay với nhau. Đây là lần thứ hai rồi thưa quý anh chị em, họ bắt tay với nhau để mà trong tương lai là họ sẽ thống nhất đất nước. Thì TV thấy
rất là đau khổ cho cái dân tộc Việt Nam mình, rất là đau khổ. Nếu mà quý anh chị em nhìn thấy cái, những cái điều này, nếu thì hôm nay đó là may mắn, đó là TV được TV biết được rằng cái đài truyền hình của Bắc Hàn đó nó không có copyright, nó không có giữ cái bản quyền những cái hình ảnh này, thành ra chúng ta tha hồ copy quý anh chị em. Tại vì họ họ muốn phổ biến cái hình ảnh này cho toàn thế giới nhìn thấy là có cái sự mà thống nhất. Cái nói là thống nhất là chúng ta phải biết rằng là một cái quốc gia thống nhất thì nó vui vẻ, mọi người ăn mừng đó. Chúng ta thấy có những cái trình diễn mà rất là vui vẻ, rồi hai nhà lãnh đạo rồi xem mà trong cái hội trường này tới 150.000 người dân. Thì chúng ta thấy quá vui luôn. Và TV hôm nay qua cái những cái hình ảnh này, TV thấy rất là vui. Tuy là nó đã có từ cách đây là 2 tuần rồi, mà mình hoàn toàn mình đâu có dám phổ biến gì đâu. Mà hôm nay là bây giờ là nó lấy cái copyright ra, thì chúng ta được phổ biến tất cả những hình ảnh này. Dạ, yeah, TV tạm dừng lại để cho TV thấy, quý anh chị em thấy những cái hình ảnh mà mình cảm thấy nó có cái phần mà xúc động trong đó. Thì TV muốn chia sẻ cái hình ảnh đó cho quý anh chị em nha. Trước hết là TV muốn chia sẻ cái hình ảnh của ông hai nhà lãnh đạo. Bên tay trái của TV đó, thì ông được gọi là ông Moon, gọi ông Moon đi. Một bên là ông Moon, một bên là ông Kim. Tên dài của ông là Moon Dae-in. Còn bên kia là ông Kim thì quý vị chắc là cũng biết. Nói thật đó, khi xưa đó thì TV có thể là nói thiệt, TV không có thích hành động của cái ông mà Bắc Hàn này, hiểu không? Thành ra TV gọi là ông Ủn. Ông Ủn không à. Nhưng mà hôm nay TV xin sửa lại, TV sẽ gọi ông là ông Kim. Kim Jong Un. Thì ông Kim này đó là TV thấy đó là ông hơn xa tất cả những cái nhà mà cầm quyền của Hà Nội, hơn xa lắm. Họ ông đó, ông là một nhà dù là ông theo cái chế độ cộng sản, nhưng mà ông biết yêu thương cái đất nước của ông. Ông biết gọi là làm sao để mà thống nhất cái đất nước, để mà cái dân ông khỏi bị đau khổ, bị nghèo đói. Nó nghèo đói dễ sợ lắm, tại vì tất cả tiền tài ông tập trung vào việc mà chế tạo mà vũ khí nguyên tử đó. Thành ra cái đất nước Bắc Hàn vô cùng nghèo đói luôn. Ngày nay chúng ta hoàn toàn không biết rằng là chỉ số mà lợi tức mỗi người dân của Bắc Hàn là bao nhiêu hết. Còn Nam Hàn chúng ta biết rõ là trên 30.000 đô la mỗi năm. Một người dân của Nam Hàn đó là làm ra cái của cải tài sản là cỡ khoảng là 30.000 đô la mỗi năm. Thì chúng ta thấy Nam Hàn đó quả là một con rồng của Á Châu chứ không phải chuyện đùa. Ngày nay chúng ta thấy có xe Kia rồi Hyundai rồi những cái xe hơi mà được sản xuất ở Nam Hàn, rồi những cái máy tính điện tử rồi của Nam Hàn. Nam Hàn là chuyên về làm motherboard, là cái board chính ở trong computer đó, rồi làm về hard drive, là ổ cứng đó. Nam Hàn sản xuất rất là nhiều. Thì đại khái là như vậy. Thì hai cái hình ảnh bắt tay đó thì tôi thấy rõ là cái lòng yêu nước của ông Kim. Thì quý anh chị em cũng hiểu mà.
nước Mỹ nó cũng có chiến tranh, nước Mỹ nó cũng có nội chiến, Nam Hàn, Bắc Hàn cũng có nội chiến, và Việt Nam ta cũng có nội chiến. Nhưng mà quý anh chị em thấy rõ, nó bắt tay nhau để mà nó cùng thống nhất cái đất nước, để khỏi cái cảnh là máu đổ nữa. Nước Mỹ cũng vậy thôi, nước Mỹ cũng có cái trận nội chiến, mà sau khi mà miền Bắc mà thắng miền Nam đó, thì hai người tướng bắt tay với nhau. Ông tướng Grant bắt tay với ông tướng Lee. Rồi ông tướng Grant là ông thắng trận mà. Rồi ông không có bắt một người lính nào của miền Nam hết, mà ông còn cho rồi là ngựa, rồi cho tiền bạc, rồi cho những người lính đó trở về với quê nhà của họ để mà mưu sinh. Và ông vẫn tôn trọng cái lá cờ của người miền Nam đó. Người chiến thắng mà họ có cái lòng vị tha như vậy, tại vì họ biết rằng họ là cùng một cái chung một nước với nhau. Dù là nước Mỹ là mới lập quốc thôi, có 200 năm thôi, nhưng mà họ sống chung ở trên liền một mảnh đất với nhau như vậy, và họ biết thương yêu nhau để mà họ tái dựng nên một cái nước Mỹ mà hùng cường, gọi là nhất thế giới như hiện tại chúng ta thấy. Rồi nhờ cái tinh thần đoàn kết yêu thương của họ, sau chiến tranh họ không hận thù, họ không bắt đi hàng triệu người, Việt Cộng bắt hàng triệu người vào cái trại gọi là học tập cải tạo, với cái mỹ từ gọi là học tập cải tạo, nhưng sự thực chất nó là một cái nhà tù. Nó bắt dân bỏ trong tù, quân dân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa, họ bỏ trong tù hàng triệu người. Họ bỏ tù mà quý anh chị em nhớ là nó rất là đau thương, là hàng triệu người đó không có bản án. Khi mà không có bản án đó, nó đau thương vô cùng lắm. Người anh, người chồng của mình, người em của mình đi trong trại học tập mà không có bản án. Quý anh chị em thấy không? Không có bản án rồi, mình không biết rằng là khi nào họ ra tù để mà mình xoay sở, để mình lo toan cho cái tương lai của gia đình họ. Không bản án nó kinh hoàng lắm, thưa quý anh chị em. Thà là mình biết 10 năm, 20 năm mà không bản án là mình thấy đây là một cái tội ác tày trời. Tội ác tày trời của Việt Cộng đã gây nên cho dân tộc Việt Nam sau cái ngày gọi là thống nhất trong cái ngoặc kép. Thống nhất là phải là yêu thương nhau thật sự, như Nam Hàn với Bắc Hàn vui vẻ bắt tay nhau giữa hai nhà cầm quyền, chứ không phải thống nhất là bằng cách mà giết nhau, bỏ nhau trong tù, rồi làm cho trên 2 triệu người Việt phải vượt biên, vượt biển, và trên 500.000 đồng bào của chúng ta đã chết ở trên Biển Đông. Thống nhất cái kiểu gì vậy, thưa quý anh chị em? Thà là Đông Đức như Tây Đức, họ cũng thống nhất với nhau, và họ không phải tốn một giọt máu. TV muốn cho quý anh chị em xem lại cái này. Họ thống nhất với nhau mà không tốn một giọt máu nữa. Tại sao Đông Đức với Tây Đức làm được? Bây giờ tại sao Bắc Hàn với Nam Hàn làm được, mà tại sao Việt Nam mình không làm được, thưa quý anh chị em? Tại sao người Cộng sản lúc nào cũng hận thù cái người mà Việt hải ngoại như vậy? Họ là rất hận thù. Mà họ nói là người Việt hải ngoại thì hận thù, họ toàn là nói ngược không à.
cái người cầm quyền là cái người tạo ra cái những chính sách, nhưng mà cái chính sách của họ đó là chính sách hòa bình, chính sách thương yêu, thì tự động người dân đến với họ, cả người dân hải ngoại cũng đến với họ nếu mà họ thực hiện chính sách thật sự thương yêu. Còn không, toàn là những cái chính sách giả dối không à, những chính sách mà không có thật tâm thật lòng. Và cái chủ nghĩa cộng sản là cái chủ nghĩa vứt và sọt rác rồi, mà tại sao họ vẫn còn tiếp tục gọi là sử dụng cái tên gọi là Đảng Cộng sản Việt Nam? Đây là một cái điều ô nhục, đây là một cái điều treo đầu dê bán thịt chó mà TV thường nói với quý anh chị em. Họ không còn là cộng sản nữa thì họ phải đủ can đảm để mà giải tán cái Đảng Cộng sản, để mà cho cái đất nước thanh bình. Tất cả những tên cộng sản nào còn mang thẻ đảng thì chúng ta có thể chỉ vào mặt họ: mày không còn là cộng sản nữa thì mày nên thay đổi cái tên đảng của mày. Tại vì ta chỉ thẳng vào mặt mày, mày là những cái thằng vô liêm sỉ. Vô liêm sỉ là treo đầu dê bán thịt chó. Ngày hôm nay mày đã áp dụng gọi là nền kinh tế thị trường, chủ nghĩa cộng sản của mày đã vứt bỏ vào sọt rác rồi. Nền tảng của chủ nghĩa của mày đó là vô sản chuyên chính cũng không còn thấy nữa. Nền tảng kinh tế tập trung công nông trường, hợp tác xã của mày cũng chẳng thấy đâu nữa. Mà tại sao mày không có đủ can đảm mày vứt bỏ cái chủ nghĩa cộng sản? Mày làm khổ dân như vậy, mày không giải tán cái tên gọi là Đảng Cộng sản Việt Nam, mày cho rằng là mày không còn cộng sản nữa, thằng nào cũng thắt cà vạt rồi mang cái dài tay, hiểu không? Mang cái áo vest, không phải giống như thời năm 75 mà bỏ áo ngoài quần rồi quấn khăn rằn. Thì hôm nay đó thay đổi rồi, coi như là Việt Nam đã đi vào nền kinh tế thị trường là kinh tế tự do đó. Mình thấy đã thay đổi rồi, mà tại sao chúng bay hèn nhát như thế, không có dám gọi là giải tán cái tên gọi là Đảng Cộng sản. Và vẫn còn thấy gọi là hôm qua TV chiếu cho quý vị thấy đó, Đảng Cộng sản quang vinh muôn năm vẫn còn hiển hiện. Thành ra nói thật, TV mà gặp mấy thằng cộng sản mà có thẻ đảng, TV nói thẳng là chúng bay là những loài vô liêm sỉ, treo đầu dê bán thịt chó. Chúng bay là những loài vô liêm sỉ, chúng bay không có dựng nổi được một cái lá cờ đảng của chúng bay nữa. Cái cờ búa liềm, cái cờ búa liềm đó, nó cũng lấy từ mà của Liên Xô. Liên Xô đã sụp đổ từ lâu rồi. Các bạn nên nhớ, Liên Xô đã sụp đổ từ lâu rồi, mấy chục năm rồi. Và lá cờ búa liềm của Liên Xô đã bị vứt bỏ vào sọt rác rồi. Đảng Cộng sản chúng bay đó chưa từng tạo ra được một lá cờ nào cho đảng của chúng bay. Chúng bay chỉ là ăn cắp cái lá cờ búa liềm của Liên Xô. Và hôm nay chúng bay đó ăn cắp luôn cả cái lá cờ của tỉnh Phúc Kiến. Của tỉnh Phúc Kiến là lá cờ đó, nó có bằng chứng rõ ràng là trên đài truyền hình VTV1 đã từng chiếu cái phim mà Trường Chinh. Trường Chinh là do Đoàn Quốc Cường đó, là tài tử đó, là đóng vai Mao Trạch Đông đó. Đường Quốc Cường, đạo diễn Viên Thao, bộ phim dài 24 tập thì phải, nếu mà TV nhớ không lầm, ngay được chiếu trên đài truyền hình VTV1. Và đây những hình ảnh của lá cờ đỏ sao vàng, là lá cờ đỏ sao vàng đó được Hồ Chí Minh đem ra về để mà làm cho cái lá cờ nước, cái lá cờ tổ quốc.
Rồi sau này đó 1955 mới sửa lại thành cái lá cờ gọi là đường ngôi sao đường thẳng, không có phải là ngôi sao mập nữa. Đó, chuyện đó ai cũng biết hết á. Bây giờ cái thế giới tự do rồi, cái thế giới có Facebook, có thế giới có YouTube, các anh không có dối gạt được dân đâu, hoàn toàn các anh không có dối được gạt được dân. Và TV muốn cho quý anh chị em trở lại cái hình ảnh mà bắt tay lịch sử giữa ông Moon và ông Kim. Ông Moon thì ở bên trái đó, ông Kim bên phải. Thì hai ông đó hẹn nhau đến một cái núi nha. Đó hình ảnh hàng triệu người gọi là xuống đường để mà chào đón ông Moon. Moon là giống như cái chữ của mặt trăng đó, tiếng Mỹ là mặt trăng đó, thành ra TV không biết gọi là có đúng không, gọi là ông Moon. Thì hai ông đó mới cùng nhau, và bà vợ nè, bà vợ của hai ông rất là vui vẻ chuyện trò với nhau, mà quý anh chị em thấy đó, thấy không, đất nước người ta thống nhất rất là vui vẻ. Những cái hình ảnh này nó làm cho mình cũng rất là xúc động. Và hai ông đó cùng leo lên cái núi đó, cái hình ảnh quý anh chị em thấy hai ông cùng leo lên một cái núi, mà núi này đó người ta nói rằng là rất là linh thiêng. Thì trên núi đấy nó có cái dòng suối rất là trong, và cái ông Moon này đó, ông mơ ước là được rửa chân ở dòng suối đó, và ông uống cái nước cái dòng suối đó. Cái đó là mơ ước của người Nam Hàn, mà khi đến Bắc Hàn họ muốn leo cái và hai ông cùng đi bộ. TV nghĩ là không có thang máy đâu, cái núi này cao lắm, mà các ông đi bộ thì cũng là hay lắm á. TV cũng đã từng đi bộ mà lên cái chùa Hương á, ở Việt Nam mà TV đi bộ lên cái chùa Hương là cũng kinh hoàng lắm á, mà đi gọi là mệt chết luôn á, mà cái này cũng cao lắm, chắc không có thua gì chùa Hương đâu. Mà hai ông lên được tới đỉnh núi, và TV thấy cái hình cảm động này đó là ông lấy cái nước suối ở đỉnh núi đó, ông tìm cái nước suối trong veo để mà có thể ông uống đó, hoặc là ông có thể đem về Nam Hàn, thấy không? Đó là một cái kỷ niệm mà ông lấy rất là hãnh diện và rất là sung sướng, là mình được đặt chân lên cái mảnh đất của quê hương mình, nó không còn chia đôi nữa. Mình thấy xúc động không? Cả một sự xúc động là khi mà cái quốc gia mình thống nhất như vậy, chứ không phải thống nhất trong cái sự tàn ác, thống nhất trong cái việc mà đuổi dân ra khỏi thành phố, đi đến những vùng kinh tế mới, đi đến những vùng rừng thiêng nước độc, rồi cướp nhà của dân, rồi đuổi dân ra biển, đánh tư sản mại bản, rồi thanh niên xung phong, rồi thủy lợi, rồi mấy cái chương trình gọi là toàn là tàn độc không à, để mà đưa dân miền Nam vào chỗ chết. Thành ra người dân miền Nam buộc lòng là họ phải ra đi. Trên 2 triệu người đã ra đi khỏi nước, và trên 500.000 người đã chết ngoài Biển Đông. Đó là những cái con số mà thống kê của Liên Hợp Quốc, của mấy cái tổ chức nhân quyền mà người ta nói đến. Biết bao nhiêu người đã bị hải tặc, bị đói rét, nó làm xúc động cả toàn thế giới, chứ không phải là bình thường đâu. 2 triệu người Việt hải ngoại này đã làm xúc động toàn thế giới. Và ngay cái lúc đó, chính phủ mà ông Reagan đó, ông mới thách thức với ông Gorbachev đó.
là phải tear down the wall, là xé bỏ cái bức tường Bá Linh đi, hiểu không? Và ba bức tường Bá Linh đó bị sụp đổ sau này. Đó là tất cả nó có cái những cái cuộc mà hành trình gọi là kinh hoàng đó, giống như hành trình của ông Lý Tống đó, là vượt gọi là 5-6 quốc gia để mà đến nước Mỹ. Và ông Lý Tống đã được bằng khen tưởng niệm của Tổng thống Ronald Reagan đó. Thì chính vì những cái sự ra đi của người Việt hải ngoại đó làm kinh hoàng cả thế giới, nó biết bao nhiêu quốc gia người ta hùng tiền lại để người ta làm những cái con tàu gọi là đảo ánh sáng để mà vớt người tị nạn ở ngoài Biển Đông. Rồi những cái con tàu gọi là Anamur 1, Anamur 2, Anamur 3, tàu số 1, tàu số 2, tàu số 3. Rồi đảo ánh sáng cũng vậy, biết bao nhiêu tàu để mà cứu vớt thuyền nhân ở ngoài biển. Tại vì họ chết ở ngoài Biển Đông quá nhiều, họ vừa đói khát, vừa lạnh, vừa không có nước, rồi say sóng, rồi họ bị hải tặc cướp giết kinh hoàng lắm. Thời đó thì TV256 cũng đi vượt biên. Thì TV đi vào năm 1977. Thì TV nhớ, trời, TV kể cho quý anh chị em là TV 256 đi bằng chiếc ghe mà vỏ lãi đó. Chiếc ghe mà gọi là máy đu tôm á. Máy đu tôm là cái máy mà mình cầm ở trên tay á, chứ nó không phải là cái máy mà nó đặt ở giữa cái tàu đâu. Tại vì cái ghe nó nhỏ lắm, mình phải cầm cái máy đu tôm mà mình mới chạy cái chiếc tàu được. Mà máy đu tôm làm sao mà đi biển vào cái thời mà tháng 11, tháng 12 được, cái thời mà biển động như vậy. Có thể TV nói, TV thấy được những cái cơn sóng mà nó cao lên hơn cái nóc nhà nữa. Nó cao lắm, mà nó mỗi lần cơn sóng đó nó ập xuống thuyền là lúc nào cũng có 4 người gọi là tát nước thường trực, tát nước ra khỏi ghe thường trực, rồi là coi như là 24 tiếng trên 24 tiếng thay phiên nhau, rồi là tát nước tất cả gia đình của TV 256. 13 người đi, đúng 13 người tát nước thường trực luôn. Tại vì mình không tát là sẽ bị sóng nó nhận chìm thôi. Kinh hoàng lắm. Ai cũng thương yêu đất nước mình. Nói thật, ai cũng thương yêu đất nước mình. Không có ai mà không thương yêu đất nước mình. Mà tại sao mình phải bỏ đi? Nếu mà nói mà mình bỏ đi là mình hèn nhát đó, TV không đồng ý. Bỏ đi là mình thấy cái sinh mạng của mình đó, nó trong vòng sanh tử rồi. Chỉ có những người can đảm mới bỏ nước ra đi. Can đảm thì mình không có thể sống được một cái chế độ mà cộng sản như vậy. Hoàn toàn mình không thể sống trong một cái chế độ cộng sản như vậy. Mình không có thể nào mà mình chấp nhận được hết. Rồi, bây giờ TV muốn chia sẻ với anh, quý anh em quý anh chị em đợi tí nha. TV sẽ lấu lại cho quý anh chị em nghe toàn bộ cái đoạn video này. TV lại cái chỗ mà cũ đó. Đợi một chút xíu làm thế.
bây giờ bước sang cái đề tài thứ hai, Hồ Chí Minh, Việt giết Việt. Tại sao TV 2 năm nói về cái Hồ Chí Minh và Việt giết Việt? Hồ Chí Minh nó sau này TV nghiên cứu rất là nhiều bài viết, nhiều cái bằng chứng lịch sử thì TV thấy rõ ông Hồ Chí Minh là một người Tàu. Thành ra TV có viết là Hồ Chí Minh có phải là gián điệp Trung Quốc. Cái bài viết đó hồi năm 2010. Và TV khẳng định đây là một cái người Tàu. Chỉ có người Tàu á, thì họ mới tàn ác, họ giết một cái chủng tộc khác thôi. Họ giết cái chủng tộc Việt Nam, tại vì hàng ngàn năm họ muốn thôn tính Việt Nam mà không được. Thành ra họ tạo dựng nên một cái ông Hồ Chí Minh là một cái gián điệp Tàu để mà tàn sát người dân Việt Nam. Nó nhiều bằng chứng lắm, thưa quý anh chị em. TV hỏi quý anh chị em, có ai mà chia đôi cái đất nước mình? Không có người Việt Nam yêu nước nào mà chia đôi cái đất nước mình. Đừng có nói rằng là chia đôi để mà thống nhất sau này. Cái điều đó rất là tàn nhẫn. Mà Hồ Chí Minh đó là tên tình báo gián điệp của Việt Cộng, của Tàu Cộng, của Mao Trạch Đông. Thành ra Hồ Chí Minh mới tuân lệnh Mao Trạch Đông để mà chia, tàn nhẫn chia đôi cái đất nước của mình. Trong khi đó, bác sĩ Trần Văn Đỗ là đại diện cho phía mà Việt Nam Cộng Hòa đó, đại diện cho chính quyền của Tổng thống Ngô Đình Diệm đó, cũng tham dự vào hội nghị Geneva là ngày 20 tháng 7 1954. Thì khi bác sĩ Trần Văn Đỗ đó, khi mà hoàn toàn không ký vào hiệp định Geneva, và bác sĩ Trần Văn Đỗ chỉ biết ôm mặt mà khóc thôi. Và Việt Nam Cộng Hòa treo cờ rủ trong 3 ngày là không có, hoàn toàn không có chấp nhận cái, không có chấp nhận gọi là hiệp định Geneva, và cho rằng đây là hiệp định bán nước. Và Việt Nam Cộng Hòa thời Tổng thống Diệm cho đây là 20 tháng 7, đây là cái ngày quốc hận. Ngày quốc hận, thưa quý anh chị em, và TV còn nhớ như vậy. Người Việt Nam yêu nước không bao giờ muốn cái đất nước mình chia làm hai ở ngay cái sông Bến Hải ở vị tuyến 17 được. Thật là vô lý. Mình không biết cái dân tộc Đại Hàn sao, cái dân tộc Việt Nam là phải yêu nước thôi, nhất định không bao giờ chịu chia đôi cái mảnh đất của mình, cả hai bên hết. Không có bao giờ đồng ý mà để mà những nước lớn mà áp đặt mình. Nhưng mà Hồ Chí Minh đã làm chuyện đó. Và Hồ Chí Minh TV chứng minh được rằng là họ chủ trương rồi là diệt Việt, giết Việt. Tại sao TV nói điều đó? Việt giết Việt đơn giản thôi. Vào năm 1968 thì lúc đó TV cũng khoảng 13-14 tuổi thôi. Thì TV đi hướng đạo, TV tham gia vào hướng đạo là Boy Scout đó. Thì hướng đạo thì TV được tham gia vào những cái buổi mà tiếp xúc với những người dân mà bị nã cái đạn mà pháo kích, gồm TV nhớ là 122 ly của những tên Việt Cộng bắn bừa bãi vào thành phố Sài Gòn vào năm 1968. Mà bắn hàng tháng trời, mấy tháng trời luôn, đến nỗi là mà người dân phải tạo những cái hầm trú hẳn ở ngay tại Sài Gòn và bao cát rồi là lên giá khắp nơi. Tại vì người ta mua bao cát để mà làm hầm trú ẩn. Tại vì mỗi lần mà Việt Cộng mà nó bắn lên á thì
có còi hụ. Tại vì người ta biết là cái viên đạn đó, đó nó thuộc về radar, nó dò xét đó. Việt Nam Cộng Hòa có radar đó, thành ra cái viên đạn mà nó bắn lên trên trời đó là radar nó làm cho cái còi hụ nó hú lên, và người dân chạy xuống hầm trước khi cái viên đạn nó nổ. Thì đó là cái những cái đầu đạn 122 ly. Và khi mà có mỗi ngày đều có như vậy hết. Và TV là hướng đạo thì cuối tuần thì TV được đi đến những cái chỗ mà Việt Cộng nó pháo kích đó. Thì TV thấy rõ rằng là tất cả những viên đạn đó đều đến nhà dân. Thành ra đó là cái bằng chứng gọi là Việt giết Việt. Không có ai mà đủ mà nhẫn tâm mà đi giết đồng bào của mình bằng những cái trận pháo kích như thế, thưa quý anh chị em. Không thể nào chúng ta chấp nhận được mà cái hành động mà Việt giết Việt như vậy. Rồi ngoài ra, rồi còn có ném lựu đạn trong rạp hát nè. Rồi có đắp mìn nè, đắp mô nè. Nó kinh hoàng như vậy. Nó chủ trương toàn là Việt giết Việt không à. Chứ phải mà nếu mà nó đánh vào những cái cơ sở quân sự của Việt Nam Cộng Hòa thì TV256 không nói. Nó sẵn sàng pháo kích vào cái trường học luôn. Đó. Nó pháo kích vào trường học để mà các em là bị chết. Thấy không? Trường học tiểu học Cai Lậy đó, ở Định Tường đó. Quý anh chị em nhớ điều đó, mà nếu không nhớ thì vào trong Google mà tìm xem. Tất cả đó là những bằng chứng sự thật là Việt giết Việt, mà không cần biết, gọi là miễn là làm cho cái người dân phải sợ hãi thôi. Là những cái hành động đó là những hành động khủng bố giết dân đó. Thấy không? Chứ đó không phải là chiến tranh. Nó chiến tranh thì mình đánh những cái quân đội, chứ đâu phải là mình giết dân như vậy. Thành ra thì sẵn hôm nay TV nghe cho quý anh chị nghe cái clip này nha. Cái clip này nó nói về cái vấn đề mà người dân gọi là đang biểu tình ở Sài Gòn đấy nè. Yêu cầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Hôm qua thì có cái clip ở dân biểu tình ở Hà Nội. Thì hôm nay cũng có những dân biểu tình đang ở tại Sài Gòn, quý anh chị em thấy đó. Một cái đất nước như vậy đó là làm sao mà người dân biểu tình hàng ngày, hàng tuần, gọi là sắp 63 tỉnh thành đó. Thì làm sao mà đất nước mình yên ổn được? Nếu mà nói đất nước mình yên ổn là một cái điều sai lầm rất là lớn. Cái đất nước Việt Nam mình không có bình yên đâu. Đất nước Việt Nam mình phải thay đổi thì nó mới bình yên được. Không bao giờ có thể bình yên được với cái chủ nghĩa cộng sản vẫn còn ngay đó. Với cái tên Đảng Cộng sản vẫn còn ngay đó. Dạ, TV muốn chia sẻ điều đó. Dạ. Bây giờ TV trở lại cái coi như là cái đại nhạc hội mà để chào mừng ông Moon nha. Đó, họ rất là sung sướng, họ là thống nhất trong cái sự vui vẻ, chứ không phải thống nhất bằng cái trại tù nha. Trại tù học tập cải tạo rồi kinh hoàng lắm. Bây giờ trở về cái ông Hồ Chí Minh mà Việt giết Việt. Thì sau này đó người ta phanh phui ra là Hồ Chí Minh đó là một cái tên gọi là Hồ Tập Quan. Ý, Hồ
Hồ Quang, tên là Hồ Quang, là thiếu tá tình báo của Trung Cộng. Hồ Quang có thể là gọi là Hồ Tập Chương luôn cũng được. Thì người mà đóng vai Hồ Chí Minh đó, mà ông mà Hồ Tuấn Hùng, Hùng đó là một giáo sư ở Đài Loan, ông cũng viết về cái bài mà Hồ Chí Minh rồi là sanh bình bình khảo đó. Thì ông cho biết rằng là cái người là Hồ Tập Chương là đóng vai thế cho Hồ Chí Minh. Một hơi nữa thì khi mà quý vị xem lại cái clip này thì chắc TV bỏ vào đó cái trang 79 của Hoàng Văn Chí nha. Trang 79 của Hoàng Văn Chí cũng nói là Hồ Chí Minh chết vào năm 1933 ở nhà tù Hồng Kông. Nó có hai trang lận, một trang 54 với một trang 79 trong cuốn sách của Hoàng Văn Chí được xuất bản 1962 ở Sài Gòn và TV có trong tay. Thì TV chụp hai cái bức ảnh đó để mà có thể kèm sau cái tài liệu này để quý vị thấy rõ rằng là Hồ Chí Minh thật sự đã chết trong nhà tù Hồng Kông với cái tên gọi là Nguyễn Ái Quốc. Thì Nguyễn Ái Quốc chết trong, mà tờ Daily Graph của bên Anh cũng nói như thế đó. Thì chút xíu nữa thì sau cái đoạn clip này TV sẽ bỏ cái hình ảnh chứng minh lên cho quý anh chị em theo xem. Và thời buổi đó đó, 1933 đó, thì chúng ta chưa có thuốc để mà diệt trừ cái bệnh ho lao. Bệnh ho lao đó, thì TV hiểu về y học đó, thì bệnh ho lao là do vi trùng cóc đó. Vi trùng cóc đó để giết người ta. Thì người ta mới khám phá ra cái thuốc gọi là streptomycin. Streptomycin để diệt trừ cái vi trùng cóc, rồi mới cứu được những người mà bị bệnh lao. Thì thời mà năm 1933 đó chưa có thuốc đâu thưa quý anh chị em. Chưa có thuốc để mà trị cái vi trùng cóc, là bắt buộc tất cả những ai mà bị bệnh lao á đều phải chết. Nó là trong một trong cái tứ bệnh nan y. Thì TV nghĩ rằng là không có tài nào mà cái ông Hồ Chí Minh mà có thể thoát ra cái chết cái bệnh lao. Khi mà ông vướng cái bệnh ho lao rồi thì ông chỉ có chết thôi, chứ không thể nào mà ông sống được khỏi cái trại tù Hồng Kông. Quý anh chị em cũng nhớ là rõ ràng những hình ảnh mà khi xưa của Hồ Chí Minh đó, là Hồ Chí Minh thường hay thắt cái cà vạt, bận đồ tây. Biết bao nhiêu hình ảnh TV thấy nói về Hồ Chí Minh là bận áo vest, bận đồ tây rồi thắt cà vạt, đi dài tay. Mà tất cả những hình ảnh sau này của khi mà Hồ Chí Minh mà lên cầm quyền á thì toàn là bận đồ bốn túi, nó gọi là đồ đại cán á, đồ của tàu á, hiểu không? Nó quá rõ bằng chứng đi, thành ra là Hồ Chí Minh không còn bận đồ tây nữa, không còn thắt cà vạt nữa, là chúng ta biết rõ ràng là hai người rồi, phải không? Rất rõ ràng là hai người. Mà cách cái Hồ Chí Minh mà cầm cây viết cũng vậy nữa, cầm cây viết giống như cầm cây cọ vậy đó, là cái cách cầm của người Tàu. Rồi Hồ Chí Minh lại không có rành ngôn ngữ Việt Nam, viết một cái bản di chúc mà sai lỗi chính tả quá nhiều thì không thể là người Việt Nam được. Và viết những cái tiếng Việt mà bằng toàn là ký âm không à, những cái ký âm cũng như là chữ 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 Z, chữ Z á, rồi chữ F, rồi chữ Z, đại khái toàn là những cái ký hiệu mà những ký âm đó là dùng cho người ngoại quốc họ họ dùng để mà họ học cái ngôn ngữ.
thì Hồ Chí Minh toàn là dùng những cái ký tự như vậy để mà viết cái chữ Việt. Thì chúng ta thấy Hồ Chí Minh quả thật không phải là người Việt Nam là chính gốc đâu. Hồ Chí Minh mới là thật là người Tàu. Rồi trước khi chết rồi ông muốn nghe một cái cô ca sĩ Tàu để mà hát cho ông nghe, nghe nữa. Nó có nhiều chuyện lắm. Mà nhất là Hồ Chí Minh là khi mà đã làm gọi là chủ tịch nước rồi đó, đâu có dám trở lại là quê hương Nghệ An của ông đâu. Ở xã Kim Liên gì đâu. Nên mà đợi đến sau này đó, sau này đó là anh và chị của Hồ Chí Minh là chết hết rồi, phải không? Đợi bà Thanh với cái ông Kim á, ông Kim là anh của Hồ Chí Minh đó, là khi đã chết ngủm cụ tỏi rồi mới về cái làng Kim Liên là nó sai rồi, hiểu không? Chứ sự thật mà nếu mà người ta thành danh đó, người ta phải đến cái làng mà nơi người ta sinh sống, chứ không phải mà đến đợi mà người trong dân làng rồi là chết hết rồi, mấy chục năm rồi lúc đó rồi mới trở lại là làng Kim Liên. Điều đó rất là vô lý, đúng không? Rồi TV cho quý anh chị em nghe cho nó hết cái đoạn này. Rồi trong khi đó thì nói thật ra đó, TV muốn bàn về cái vấn đề mà chuyển sang cái đề tài thứ ba đó là thống nhất. Thống nhất đó, nói thật ra đó, trong cái tình trạng bây giờ là cái cơ hội rất là lớn cho những nhà cầm quyền như là ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Xuân Phúc cần phải thống nhất cái đất nước này, thống nhất trong cái tình yêu thương. Một cái đất nước như vậy đó, nó không gọi là thống nhất được. Một cái đất nước mà ngày nào cũng có người dân biểu tình nữa đó, không có thể nào gọi là thống nhất được. 43 năm qua rồi, TV nghĩ không có thống nhất được cái lòng dân. Thống nhất các anh cộng sản đó, các anh chỉ có thống nhất được cái lãnh thổ thôi, chứ anh không có thống nhất được cái lòng dân. Ngay cả lãnh thổ các anh cũng bị mất mà, các anh không giữ được mà, hiểu không? Các anh đừng có đổ thừa là Việt Nam Cộng Hòa là mất Hoàng Sa. Chúng ta bị mất là mất chung. Thời buổi đó đó, khi mà Trung Cộng chiếm Hoàng Sa, các anh cũng làm thinh. Rồi các anh đổ thừa là mất Hoàng Sa là của Việt, bị Việt Nam Cộng Hòa làm mất. Chính các anh cũng là người Việt Nam mà các anh lại đổ thừa cho Việt Nam Cộng Hòa làm mất. Trong khi các anh lại là kêu gọi là đồng ý cái sự chiếm đóng của Trung Quốc, đồng ý cái sự chiếm đóng của cái tên mà giặc Tàu gọi là nó chiếm đất nước mình. Điều đó là thấy cái sự mà thô bỉ, cái lòng yêu nước của các anh không có. Các anh chỉ có mưu đồ gọi là hán hóa cái dân tộc Việt Nam thôi. Đến ngày nay nó ra rõ, lộ rõ cái mưu đồ mà hán hóa của dân tộc Việt Nam. Chứ sự thật đó, các anh muốn thống nhất cái đất nước này nó rất là dễ, không có khó đâu. Hãy nhìn đây, hãy nhìn cái hình ảnh của ông Kim với ông Moon đó bắt tay với nhau. Mà hãy nghĩ đến cái quê hương đất nước của mình. Hãy bắt tay đi, bắt tay với những người đang ở trong tù á, bắt tay với Nguyễn Ngọc Dương Quỳnh, bắt tay với chị Trần Thị Nga, giam hai người phụ nữ rất là tàn nhẫn khi họ có hai đứa con thơ như vậy, mà chỉ vì cái lòng yêu nước của họ. Đâu có gì mà khó khăn đâu. Các anh đang cầm quyền mà, đâu có ai mà bứng các anh khỏi cái địa vị quyền lực của các anh. Mà tại sao các anh không có đủ can đảm để mà thả
hai cái tù nhân lương tâm này và hàng ngàn các tù nhân lương tâm khác nữa, đừng có nói hàng trăm. TV đã theo dõi cái cuộc đấu tranh này rất là nhiều, và TV biết hàng ngàn người đang trong trại tù mà gọi là họ bị án vì cái vấn đề mà chính trị đó, họ vì bất đồng chính kiến đó mà các anh giam trong tù đó. Rồi các anh lại cho rằng tất cả những người này là thuộc vào tội hình sự, những cái bộ mặt trơ trẽn và giả dối lừa gạt người dân của các anh đã bị lộ ra cho thế giới thấy rồi. Cái mặt các anh dày còn hơn cái tấm thớt, nói thật đó. Mỗi lần mà TV nhắc đến đó thì TV có hay lên giọng, mong quý anh chị em thông cảm nha. Nhiều khi mình chịu đựng không nổi những cái sự tàn ác của cái đảng Cộng sản Việt Nam này. Nó thô bỉ đến nỗi mà nó diệt bỏ tất cả những nền tảng của Cộng sản rồi. Nó lấy đi tất cả những nền tảng Cộng sản, nó bỏ và sụt rác rồi. Nó không còn vô sản chuyên chính, nó không còn nền kinh tế tập trung công nông trường nữa, mà nó nhất định không thay đổi cái tên đảng Cộng sản là làm sao? Tại sao nó sống cuộc đời mà thô bỉ như vậy? Một cái cuộc đời mà treo đầu dây bán thịt chó như vậy để người ta có thể sỉ nhục vào nó. Người ta sỉ nhục vào nó là những cái thằng vô liêm sỉ treo đầu dây bán thịt chó, và toàn dân có thể sỉ nhục nó bằng điều đó. Nếu các anh không còn là Cộng sản rồi, các anh đã dẹp bỏ chủ nghĩa Cộng sản rồi, các anh đã không còn một nền kinh tế tập trung công nông trường hợp tác xã nữa rồi, các anh không còn phải là vô sản chuyên chính nữa rồi, thì các anh phải đủ can đảm dẹp bỏ cái đảng Cộng sản, xóa sổ cái đảng Cộng sản, thì các đất nước mình yên vui biết mấy. Thưa quý anh chị em, thả hết tất cả những tù nhân chính trị và kêu và thay đổi cái tên đảng Cộng sản. Các anh phải làm điều đó. Đừng có để toàn dân coi anh là những tên vô liêm sỉ, và toàn dân có thể chỉ thẳng mặt các anh là những tên treo đầu dê bán thịt chó. Khổ cho cái dân tộc này. Cái thiệt, mình không muốn nói, mà mỗi lần mình muốn nói đến là thì mình phải nóng giận thôi. Mình là con người, mình chịu không nổi. Mình thấy những cái tội ác của những người Cộng sản đã đến mang đến cho cái dân tộc Việt Nam này, mình chịu không nổi, thưa quý anh chị em. Và mình thấy cái sự thống nhất nó rất là dễ dàng, nó đơn giản thôi, thay đổi cái tên đảng Cộng sản và thả hết tất cả tù nhân chính trị. Đó là thống nhất đất nước, thống nhất thật sự, thống nhất trong tình thương yêu. Làm ra một cái đạo luật đi, làm ra một cái đạo luật rồi là chống kỳ thị Nam Bắc, chống kỳ thị Cộng sản quốc gia. Nếu mà các anh sợ hãi đó, chứ sự thật đồng bào không bao giờ mà trả thù các anh. Nếu mà các anh thật tâm gọi là thay đổi, thì không có đồng bào nào trả thù các anh hết đó. Các anh là những người mà ngã ngựa, chứ đồng bào Việt Nam đó, TV nghĩ là không có đánh những người ngã ngựa như các anh đâu. Nếu mà các anh thật sự mà muốn thống nhất đất nước, thống nhất trong tình thương yêu, đồng bào cũng sẽ tha thứ cho các anh. Dẹp bỏ đảng Cộng sản đi, đừng có đánh lận con đeo như vậy, rất là tàn nhẫn. Sau khi biết bao nhiêu lần đổi tiền, vẫn dùng cái tiền của Hồ Chí Minh là tên Hồ Quang để mà làm cái đồng tiền Việt Nam, rồi bây giờ cho giặc tàu đó xài cái tiền tàu ở trên đất nước của mình nữa, thì còn cái gì nữa?
rồi cho tiền giặt tàu ấy, rồi là chiếm đóng những cái ba đặc khu như vậy. Còn cái gì nữa, cái mảnh đất mình cho tàu đó là xả thải chất độc đầy ở trên quê hương của mình, thì còn cái gì nữa? Tàn nhẫn vô song luôn. Thấy người ta, cái đất nước người ta vui mừng không? Đây là mới là thống nhất thật sự đó. Thống nhất trong cái sự vui mừng, chứ không phải do thống nhất như các anh. Người ta thống nhất trong cái sự vui mừng, cả hai quốc gia Nam Hàn và Bắc Hàn, hiểu không? Nhắc lại nha, không có vụ mà gọi là Hàn Quốc rồi Bắc Triều Tiên nha, toàn là những chiêu bài là bịp bợm không à, để người dân tưởng là hai quốc gia, tưởng rằng là hai quốc gia thì đâu có so sánh được, trong khi họ cùng một dòng máu, họ cùng là một quốc gia với nhau, mà người dân đó người ta phân biệt được. Tại sao cái thằng Nam Hàn nó giàu quá xá giàu mà Bắc Hàn thì nó quá nghèo đi, là người ta biết rằng hai cái chế độ đó phải chọn cái chế độ nào rồi. Chọn cái chế độ tự do, chọn cái chế độ Nam Hàn, cái chế độ đó tự do ngôn luận, hiểu không? Cái dấu chế độ mà nó gọi là tư bản đó, tư bản, TV nghĩ là TV sống nước tư bản này, nước Mỹ, mà TV chẳng biết nó là cái chủ nghĩa gì nữa. Nó không phải là chủ nghĩa, nó là một cái đời sống bình thường tự nhiên thôi, nó sống tự nhiên thôi, không biết nó có chủ nghĩa gì nữa. TV không có phải theo chủ nghĩa gì hết á, mà nó tự nhiên thôi. TV muốn nói gì là TV nói, hiểu không? Không có ai cấm cản những cái lời phát biểu của TV 256 hết. Nó sống rất là tự nhiên. Còn mình nói ra thì bị tuyên truyền chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa, tuyên truyền chống lãnh đạo, phải không? Lãnh đạo làm sai tôi có quyền chỉ trích, tôi có quyền nói chứ, phải không? Làm sao mà có cái điều luật đó là kỳ quái như điều luật 258 đó, là lợi dụng quyền tự do dân chủ. Mình thấy nó bá đạo không? Nó chưa bao giờ có quyền tự do dân chủ hết á, mà nó nói mình lợi dụng quyền tự do dân chủ. Nó có quyền tự do dân chủ hồi nào? Nó có dân chủ hồi nào? Nó là chỉ là có một đảng, đảng Cộng sản cai trị đất nước, nó nằm trong điều 4 hiến pháp nữa. Rồi nó dân chủ chỗ nào? Dân chủ là phải công bằng chứ, dân chủ là phải có đa đảng mới gọi là dân chủ chứ. Dân chủ mà một đảng thì làm sao gọi là dân chủ, phải không? Bởi vì mình giận lắm, mà mình thấy việc thống nhất này nó rất là dễ, nó không khó, nó không khó tí nào hết á, hiểu không? Nó chỉ có lòng can đảm thôi, khi mà mình biết là mình đã sai lầm rồi, mình đã mang cái chủ nghĩa cộng sản tàn độc đến đất nước mình. Và ngày hôm nay Tổng thống Trump cũng tuyên bố trước cái Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc rằng là chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là phải bị thế giới lên án loại trừ ra. Và ngày hôm nay Mỹ đã đem đào chiến, rồi đem máy bay B-52 rồi đến cái vùng trời mà Biển Đông của chúng ta, là chúng ta biết rồi, là đến cái ngày giờ của các anh phải ra đi rồi. Các anh bữa hôm nay là 2 tây tháng 10 các anh họp gọi là Bộ Chính trị đó, các anh họp khẩn Bộ Chính trị vào 10 tây tháng 2 này, mà bữa ngày hôm nay nè. TV mong rằng những cái sự lên tiếng của TV mà có được, chỉ cần một ông nghe thôi, một ông trong Bộ Chính trị hiểu ra được cái sự thật là cần phải thay đổi, cần phải giải tán cái đảng Cộng sản, để mình trở thành một cái người mà không có bị gọi là thứ vô liêm sỉ, treo đầu dê bán thịt chó nữa, hiểu không? Hãy nghe và nhận định những cái điều mà sai lầm mình đã làm đối với dân tộc Việt Nam này. Tội ác của các anh, nó đừng có tiếp tục cái tội ác của các anh là giam cầm những người yêu nước như vậy nữa.
giam cầm tất cả những biểu tình, người biểu tình yêu nước. Các anh phải thả ngay tất cả những người mà biểu tình yêu nước đang bị các anh giam cầm. Thả ngay chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, thả ngay chị Trần Thị Nga, thả ngay anh Trung tá Trần Anh Kim, anh Lê Thanh Tùng, biết bao nhiêu người mà quý vị đang giam cầm nữa. Hàng ngàn quý vị, hàng ngàn người đang bị quý vị giam cầm. Hãy thả ngay hết thì cái đất nước mình mới thống nhất trong hòa bình, trong yên vui được. Phải không? Và hãy, ông Hồ Chí Minh, ông Hồ Quang, lấy xác của ông, ông cứ thực hành cái điều di chúc của ông. Ông muốn đốt xác của ông, hãy đốt xác của ông. Thấy không? Chứ đừng có để ở trong mà lăn như vậy. Đó là nó đi ngược lại truyền thống gọi là ngàn đời của dân tộc Việt Nam của mình. Dân tộc Việt Nam của mình là không có ai mà chết mà phơi xác giống như Hồ Chí Minh được. Người ta phải đem chôn. Không, Hồ Chí Minh không có cái quyền hành gì mà để đi ngược lại những cái nghị định sau này. Những nghị định sau này tại sao mọi người phải đem chôn, mà Hồ Chí Minh lại không đem chôn? Tại sao vậy? Thấy không? Đừng để đi ngược lại cái truyền thống, cái văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam mình. Thấy không? Phải đem chôn Hồ Chí Minh hoặc là hỏa táng theo cái nguyện ước của ổng đi, theo cái nguyện ước của ông Hồ Chí Minh đi, phải hỏa táng đi thì đất nước mới yên bình được. Thấy không? Dứt bỏ cái chủ nghĩa cộng sản bằng cách thay đổi cái tên Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là cái điều mà TV nghĩ rằng điều dễ thực hành nhất. Thấy không? Xóa bỏ cái điều 4 hiến pháp là cái điều bất công. Một cái hiến pháp là người ta tạo ra cái luật để mà đem lại cái sự công bằng, bình đẳng cho tất cả mọi người dân, mọi đảng phái. Mà một cái điều 4 hiến pháp nó nằm trình in đó, nó bất bình đẳng như vậy. Tại sao chỉ có một đảng là được quyền lãnh đạo cái đất nước này? Thì rõ ràng là nó bất bình đẳng rồi. Tại sao những đảng phái khác không được quyền cầm quyền? Thì nó quả thật nó bất bình đẳng, là những điều mà mình sai trái với luật pháp thì mình phải xóa bỏ nó. Tất cả những điều gì mình thấy mà cái hiến pháp mà nó có những điều luật sai trái thì mình phải can đảm dứt bỏ nó, loại bỏ nó ra khỏi hiến pháp. Đó, điều 4 hiến pháp phải bị vứt bỏ và xọt rác, đừng có để nó trong hiến pháp nữa. Nó bất bình đẳng rõ rệt như vậy thì mình phải loại bỏ nó, thì đất nước mình mới thống nhất trong an bình được. TV26 nghĩ là chắc cũng đủ để mình chia sẻ rồi. Bây giờ TV còn vài phút nữa TV cho nghe lại cái sau cùng thôi. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nha. Cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe rất nhiều và chia sẻ đoạn video clip này đến mọi người dân.